Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi gọi ngay MangoTour 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Người nhà công ty vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-595-1841. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Quý vị có mua bảo hiểm động đất chưa? Tin tức này đưa ra không phải là để mà tạo nên cái sự lo sợ kinh hãi, nhưng mà chính thức các nhà khoa học và họ đã viết trên tạp chí Science Advances ghi nhận ngày hôm nay đó. California có thể, họ dùng cái chữ có thể bởi vì cái chữ có thể này nó đã xảy ra cũng chục năm nay rồi mà nó chưa. Nhưng mà họ nói rằng những cái trận động đất nhỏ trong thời gian vừa qua đó, và hiện nay họ đo lường thì những cái đường nứt gãy, thưa quý vị, ở California và dọc theo bờ biển của Thái Bình Dương đó. Họ nói quý vị nhớ có một cái vòng đai Thái Bình Dương, Ring of Fire, nó có thể trong đó sang tới Nhật luôn, vòng xuống tới Chile ở phía dưới Nam Mỹ, bọc quanh như thế. Cho nên cái vòng đai Ring of Fire này là cái vòng đai động đất từ bên Nhật. Nhật xảy ra nhiều trận động đất liên tục, nhưng mà California thì nhiều thập niên qua chưa trận lớn nào cả trên 6 chấm Richter. Thì bây giờ họ đo lường, họ vẫn theo dõi đo lường hàng ngày, thì họ thấy các đường nứt ở bên dưới đó bắt đầu nó có cái dấu hiệu nó rung chuyển. Và chưa hết, theo quá khứ đó thì xảy ra những cái trận động đất lớn trên 7 chấm ở tại cái đường nứt dọc theo bờ biển miền Tây từ Seattle, Washington State xuống tới San Diego và Mexico luôn nữa. 500 năm thì xảy ra một trận động đất khổng lồ và họ nói rằng tạo ra sóng thần tới 100 feet. Nghe nó kinh quá quý vị hả? Cái trận động đất mà 9 chấm ở Nhật năm 2011 đó là cái nước sóng biển nó cao tới đầu 30 feet, 10 thước. Đó, cái sóng thần. Mà ở đây đó, nếu mà xảy ra thì lên tới 100 feet, gần 30 thước. Cho nên họ nói, lẽ đương nhiên đây chỉ là khuyến cáo phải chuẩn bị, và phần lớn gia đình quý vị để 2 thùng nước 5 ga lông, ít nhất là 2 thùng nước 5 ga lông, thức ăn khô, thức ăn có thể để lâu, rồi những cái bình ga, bởi vì lúc đó ga tắt, rồi điện tắt, internet, thì chỉ có mỗi là internet satellite của Elon Musk đó, với mấy cái máy phát điện nữa. À, phải có máy phát điện và có phải có xăng, tất cả những cái chuyện đó. À, đây là những cái khuyến cáo họ đưa ra thì không biết khi nào thì xảy ra, nhưng mà họ nói nếu xảy ra thì ít nhất chúng ta chuẩn bị. Và khuyến cáo này được đăng trên tạp chí để gửi cho chính quyền California, và California có cả một cái cơ quan để chuẩn bị tình trạng động đất xảy ra. Nếu như xảy ra thì chuyện gì sẽ đến, và chính phủ đã đưa ra những cái biện pháp để bảo đảm cái sự an toàn cho người dân hay không. Động đất lớn thì những cái đường nứt đó, thưa quý vị, nó xảy ra ở khắp đường phố, thì xảy ra tình trạng kẹt xe nè, được ống nước vỡ nè, ống ga nè, rồi điện vân vân nhiều thứ. Chắc có lẽ vì thế mà cái chuyện mà xài ga, xài khí đốt đó, càng ngày những cái hệ thống nhà mới đó họ giảm thiểu cái tình trạng này, bởi vì những cái đường ống này nó vỡ, nó xì ga rồi nó nổ mà không khóa kịp đó thì càng gây nguy cơ nhiều hơn nữa. Thì một lần nữa đây chỉ là khuyến cáo được đưa ra, nhưng mà cứ hàng năm chúng ta thấy các nhà khoa học họ vẫn tiếp tục hàng năm, nhất là vào mùa hè, họ đưa ra những cái khuyến cáo này để người dân và cũng như chính quyền California phải chuẩn bị. Và thưa quý vị, vào năm 2022, chúng tôi đã từng gửi đến quý vị tin tức đó là cái anh thanh niên này đã lúc bị bắt là thanh niên nhưng mà đã ở tù suốt 20 mấy năm, rồi đến năm 2022 đó tạm thời được thả ra khi mà tòa án ở Maryland cho thấy là lúc mà anh bị truy tố cái tội giết cô bạn gái thời trung học đó có quá nhiều vấn đề, những cái bằng chứng của phe công tố ra đưa ra không có đúng, cho nên anh được
thả tự do vào tháng 9 năm 2022. Thì những tưởng là cái vụ của anh này ảnh bị xử oan, từ nay đã được tự do. Thế nhưng bất ngờ là chỉ 11 tháng sau khi mà chính thức được thả ra đó, vào sáng ngày hôm nay, tòa án tối cao ở Maryland đưa ra cái phán quyết giữ nguyên cái cáo trạng giết người đối với Adnan Syed. Thưa quý vị, vậy là nghĩa là ảnh không, bây giờ cái vụ pháp lý này chưa xong, truy tố bị giữ nguyên, nghĩa là ảnh phải chuẩn bị thuê luật sư và sẽ phải ra tòa một lần nữa, một phiên tòa hoàn toàn mới, rồi phe công tố phải đưa ra những cái chứng cứ mới mà bây giờ đó tòa án nói là cho ảnh một cái cơ hội công bằng, cũng như cho phía công tố một cái cơ hội khác để họ đưa ra những cái bằng chứng cho thấy là cái việc mà họ truy tố ảnh lúc trước là đúng. Thì cái câu chuyện của Adnan Syed này nó nổi tiếng không chỉ ở Hoa Kỳ mà những người ở khắp nơi trên thế giới đó, thưa quý vị, họ theo dõi cái vụ án này bởi vì có quá nhiều những cái tình tiết. Thì nói ngắn gọn lại, vào năm 1999, thưa quý vị, cô bạn gái của Syed là Hay Min Lee bị mất tích. Rồi sau đó đó, phía cảnh sát, gia đình báo cảnh sát, cuối cùng tìm được thi thể của cô được chôn ở một cái khu rừng vắng, mà lúc đó đó là cô lại đang trong mối quan hệ bạn trai bạn gái với lại Adnan Syed. Thì phía công tố viên đó, lúc đó họ dựa vào những cái thời đó là năm 1999, cho nên là không có giống như mạng xã hội hay cái gì hết, không có hình ảnh quay được. Nhưng mà thứ nhất họ dựa vào là trước khi mà cô mất tích đêm hôm đó là cô đã có liên lạc liên tục với lại Adnan Syed, và có một vài những người bạn đó thì họ kể là ồ, hai cái người này cứ cãi nhau liên tục, nhưng mà con nít thời high school yêu đương nhau thì ai mà không có cãi lộn, vân vân. Chỉ vậy thôi, thưa quý vị, mà phía công tố lại truy tố Adnan, bởi vì anh là người cuối cùng nhìn thấy cô. Rồi sau đó là ra tòa xử rất nhanh chóng, anh bị kết án tù chung thân lận, thưa quý vị. Thế nhưng từ lúc bị bắt cho đến khi mà nhận án tù đó thì Syed luôn luôn nói là anh không hề giết Lee. Và đến mãi đến năm 2019 đó, đài HBO, thưa quý vị, họ có sản xuất ra một cái tập phim tài liệu tên là Serial, mà bây giờ cái tập phim đó cứ mỗi một năm là vẫn được mấy triệu người họ download về để mà nghe, bởi vì HBO họ chỉ ra những cái bằng chứng rất là rõ ràng là phe công tố có vấn đề, bằng chứng không hề rõ gì cả. Và cái vụ này có thể chỉ vì thứ nhất không có một cái nghi phạm khác, cho nên công tố họ cứ tập trung, họ phải nhắm vào Syed, bởi vì thứ nhất họ kỳ thị anh là người gốc Hồi giáo. Và chính vì cái tập phim tài liệu Serial đó mà anh được một cái tổ hợp luật sư nhận bào chữa miễn phí, rồi họ kháng cáo vân vân đến tháng 9 năm 2022, thì phía tòa án Maryland công nhận là những cái bằng chứng của phe công tố đưa ra vào năm 1999 nó có vấn đề, cho nên là mới dẫn đến cái chuyện anh được thả ra. Nhưng mà nay lại phía tòa án tối cao, đương nhiên công tố họ không chịu, thưa quý vị, họ vẫn tiếp tục kháng cáo, cho nên là phía tòa án tối cao sáng ngày hôm nay đưa ra cái phán quyết vẫn giữ nguyên cái truy tố giết người đối với Syed. Và bây giờ có thể cái chuyện này, gia đình của anh và gia đình của nạn nhân lại tiếp tục một cái cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn 20 năm. Tại California, Nevada, Arizona, họ nói rằng trong thời gian qua đó, việc mà cung cấp năng lượng mặt trời, sử dụng điện, và chúng ta thấy ở tại các sa mạc, quý vị lái xe lên Vegas trên xa lộ 15 đó, sẽ thấy xa xa những cái sa mạc mà họ dựng những cái tấm bảng solar panel khủng khiếp luôn. Thì California từ cả thập niên qua đó đã đẩy mạnh cái tiến trình sử dụng điện, dùng trong nông nghiệp, dùng trong chính phủ và thậm chí cho người dân nữa. Và từ đó đã tiết kiệm được, thay vì phải sử dụng dầu hỏa, khí đốt để tạo năng lượng, thì bây giờ họ sử dụng năng lượng mặt trời, tiết kiệm được ít nhất là nửa tỷ đô la. Và lần đầu tiên trong lịch sử của cả nước Mỹ luôn, ngày hôm nay chính quyền California đưa ra dự luật hoàn trả tiền điện. Chưa bao giờ nghe thấy. Hoàn trả tiền điện lại cho quý vị, đặc biệt là những quý vị nào từ Los Angeles, nói chung là California, mà nằm với các hãng điện
không thấy là có Anaheim, bởi vì Anaheim có hệ thống điện riêng, bao gồm điện và khí đốt nữa, chẳng hạn như là Pacific Gas and Electric nè. Nếu quý vị có những cái hãng điện này quý vị trả hàng tháng đó, Southern California Edison và San Diego Gas and Electric, khí đốt và điện. Mỗi một gia đình sẽ được hoàn trả $30. Nhưng mà đây chỉ mới là dự luật thôi. Đừng quên là California đang thiếu hụt ngân sách, nghĩa là lời quá nhiều bởi vì cái tiền thuế của COVID. Nhưng mà sau đó thì ông Gavin Newsom ông chi quá tay, cả bao nhiêu 98 tỷ đô la hoàn lại sau COVID. Bây giờ thì California đang thiếu hụt ngân sách, thì chưa biết được ông Gavin Newsom có đồng ý ký vào cái dự luật này hay không. Chúng tôi quay trở lại tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo.